Chào mừng cô bán chị đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Sưởi Minh Châu. Hôm nay Minh Châu về cái lô máy khoan pin của thương hiệu Makute này cô bán chị. Công nghệ của Nhật nha, pin lithium, đảm bảo là pin lithium nhá cô bán chị, yên tâm mà sử dụng luôn. Cái này là động cơ có trợ thang nhưng mà hoạt động cực kỳ ok luôn, dòng đảm bảo về chất lượng, bảo hành cho cô bán chị là 1 năm luôn để cô bán chị yên tâm khi sử dụng nha. Đây, con máy của chúng ta này, khi cô bán chị mua về nó ở trong một cái hộp giấy, trong một cái hộp dừa kèm theo như vậy, có thương hiệu Makute được đúc lên đây luôn nhá. Đây, máy là kèm theo chúng ta một cái mũi vít này. Cái này là dùng để bắn vít, bắn tôn cũng rất là ok luôn. Có phiếu bảo hành sát hướng dẫn luôn. Pin 12V này. Đây, một pin. Ở đây một pin là hai pin, có một pin sơ cua, một pin bên trong. Anh chị em làm việc có thể thoải mái. Một cục này mình bắn vít, nhưng anh em mà làm gỗ vài ngày đó có bán chị ạ. Nhưng mà nếu mà mình khoan ở lực như khoan mũi lớn á, thì tầm một ngày là hết pin. Nhưng mà khoan ở bắn vít thì thoải mái. Có nhiều anh em mà sử dụng giống như làm gỗ ấy, thường xuyên di chuyển mà làm để mình bắn ráp những cái tủ gỗ khi mà đi giao cho khách. Mình sử dụng con này thì nằm ở trong cái góc cạnh nhỏ, mình có thể sử dụng rất là ok luôn. Và những anh em đó sử dụng cái này thì phải tầm cả tuần mới hết pin. Một cục này nha, rất là lâu luôn các bạn chị. Đây, pin đúng pin lithium luôn, pin của Makute nên xài rất là ok các bạn chị. Sạc thì là sạc đế luôn. Đây, sạc báo đèn ở trên đây. Khi mà các bạn chị sạc nó sẽ màu đỏ nha, đầy nó sẽ báo màu xanh, có đèn ở đây luôn, sạc đế của thương hiệu Makute luôn. Có chịu nổi ở đây luôn nha. Đảm bảo về chất lượng cho nên là được làm đúng hàng chính hãng để tránh nhầm hàng giả này nhá, của thương hiệu Makute luôn. Bên ngoài phần thân là được bọc su, phần nhựa thì gồm ROM ở bên trong, còn su là được bọc bên ngoài này. Này các anh chị thấy không, su được bọc bên ngoài để khi mà có anh chị lỡ có sơ sẩy tay nó có rớt nó cũng không ảnh hưởng này. Thương hiệu Makute được đúc nổi lên đây luôn. Đó, hàng chịu nổi luôn nhá. Có đảo chiều chức năng khoan báo pin này, pin này là nó đang ở vàng và đỏ. Đây là nó sẽ có ở xanh nha, nó báo ở ba vạch pin luôn để mình sử dụng khi hết pin là biết luôn. Chạy rất là nhanh này, có hai tốc độ nhanh và chậm. Đầu là đầu kẹp, đầu tự động nha, đầu ship tự động. Đó, quán gì thấy không? Một cái đầu kẹp như vậy mà sử dụng thì ở Minh Châu mà xài những cái dòng mà đầu đúng đầu chính hãng này thì không bao giờ sở hư đâu quán gì. Kẹp thoải mái luôn. Này, đầu sắt trắng luôn này. Thấy không? Tuyệt vời không? Một con máy như vậy là pin là pin 12V. Và có lực Newton là 23 Newton mét không của anh chị. Có lực Newton luôn. Và tốc độ là có hai tốc độ, từ 0 cho đến 450 vòng và từ 0 cho đến 1450 vòng. Có hai tốc độ. Mình có thể sử dụng cái em này mà khoan tường cũng được, sử dụng cái mũi đa năng ấy các bạn chị, mũi khoan tường đa năng ấy. Mình dùng em này mà khoan tường thì không chê vào đâu được đâu. Đó, còn khoan sắt bắn vít thì thoải mái luôn. Riêng về cái con này lực siết nó rất là khỏe. Em đã test thử qua bắn tôn và khoan gỗ ở mùi lớn, rất là ok luôn. Con này thì cục pin này thì còn đủ qua cả ba vạch xanh và vàng đỏ luôn nha. Đó, rất là khỏe. Khi có bán chỉ mua về nó ở trong một cái hộp như vậy này. Hôm nay mình Châu sale tất cả chỉ có một số như đây thôi nhá. Minh Châu về thì nó hết mất tiêu rồi. Hôm nay công ty nó báo về là có hỗ trợ giá cho cái một số dòng giá tốt, nhưng mà Minh Châu lên thì nó hết mất, thì nó còn được một ít như đây. Minh Châu sale cho quán chị tham khảo luôn. Ở đây mà ai sở hữu con này, em nói thiệt, nếu mà sử dụng gia đình xài cái con này cũng phải cả chục năm chưa có di chuyển được nó đâu, chưa có lung lay, chưa hư nha. Còn nếu mà sử dụng công trình thì bao cho quán chị xài tất cả mọi công trình, nếu mà đúng với cái tiêu chí làm việc, đúng với khả năng làm việc của con máy thì em bảo đảm cô bán chị xài ít nhất phải được 5 năm nhá, một con máy như vậy. Còn về chế độ bảo hành của công ty là 1 năm là bảo hành miễn phí cho quán chị 1 năm nha. Còn ai ở gần Minh Châu bảo hành cho 2 năm, cứ ở gần cửa hàng tới được cửa hàng bảo hành cho 2 năm cho quán chị yên tâm sử dụng. Còn online thì Minh Châu không phải là online, là mình OF lại là bảo hành năm cho quán nhiều, tại vì vận chuyển đi về nó hơi vất vả. Khi mà có bán chị nếu mà qua hết bảo hành vẫn cứ alo cho Minh Châu, Minh Châu vẫn bảo hành miễn phí cho có bán chị luôn, nhưng mà cái phí vận chuyển đi về có bán chị hỗ trợ cho em nhá. Đó, nói như vậy là quá hết tình nhựa luôn rồi có bán chị ạ. Một con máy như vậy mà có bán chị sử dụng mà bảo hành 2 năm, trời ơi còn gì nữa mà nói.
À, tuyệt vời luôn. Bây giờ Minh Châu sẽ test cho các anh chị tham khảo về cái khả năng làm việc của cái con máy này nhá. Em sẽ chơi một cái mũi nó lớn này. Thấy không? Cái mũi khoáng xoắn này thì những anh em mà làm gỗ khoáng lộ mồng thì cũng xài cái này rất là nhiều này, nhưng mà cái này nó dài nha. Đó, Minh Châu sẽ khoáng lên một cục gỗ của bình gió luôn cho các bạn chị tham khảo. Đây, mình gom rồng rồng cái chỗ xíu làm cho các bạn chị tham khảo. Cái dòng này mà em nói cái mũi này mà khoáng được thì bắn tôn bắn vít không nghĩa lý gì đâu các bạn chị ạ. Đây, cục gỗ của đình gió này các bạn chị nha. Đó, đầu này thì xiết xiết từ đồng cho nên là mình xiết rất là chắc luôn. Đó, các bạn chị thấy không? Khoáng cực kỳ khỏe luôn, thấy không? Khoáng mà nó muốn lắc cả cái tay luôn. Đó. Thấy không? Cục gỗ của đình gió nha. Gỗ rất là cứng này, cái mặt gỗ này. Đây, tiếp mùi khác này. Đây, qua đây đi. Đó, các anh chị thấy chưa? Một cái mùi như vậy mà nó chơi xiết qua này. Thấy kinh khủng không? Vậy mà đó, cỡ này cơ mà. Một con máy như vậy nha, được bảo hành 12 tháng và giá bán chỉ có 870.000 và miễn phí vận chuyển toàn quốc cho các bạn chị luôn. Đó, hai pin một sạc, sạc đế luôn. Hàng chính hãng của thương hiệu Makute nha, có chữ nổi nha. Đây, chống hàng giả, để tránh được hàng nhái hàng giả thì được đúc nổi chữ Makute, hàng chính hãng của thương hiệu Makute luôn, để các bạn chị yên tâm mà sử dụng. Một con máy như vậy mình mà sử dụng để vặn vít vặn tôn, sử dụng một trong gia đình với một mức giá hiện tại bây giờ chỉ có 870.000 thì bất cứ gia đình nào cũng có thể sở hữu một em như vậy cả các bác chị ạ. Giá cực kỳ mềm luôn, đặc biệt là ở thời điểm này nguyên vật liệu nó đang tăng nhá, như sắt thép rồi các bác chị thấy không, tăng đến gấp đôi so với bình thường. Thì một con máy như vậy với giá đang rất là tốt các bác chị, được bảo hành 12 tháng nha, và chỉ có 870.000. Rồi các bác chị ai có nhu cầu thì trực tiếp đến các cửa hàng của máy xưởng Minh Châu, hoặc gọi điện thoại đặt hàng ở các số điện thoại bên trên màn hình. Hoặc các bạn chỉ cần những dòng khác có thể truy cập vào kênh YouTube máy xưởng Minh Châu để tham khảo những dòng khác để ủng hộ Minh Châu, hoặc đăng ký kênh để những video sau Minh Châu sale những dòng phù hợp, các bạn chỉ có thể ủng hộ Minh Châu nhé. Rồi, cảm ơn các bạn chị đã quan tâm theo dõi.